Tiếp tục chương trình với các tin tức quốc tế đáng chú ý. Vào ngày hôm qua, quân đội Ukraine đã tiếp tục siết chặt vòng vây các vị trí phiến quân ở phía đông của đất nước. Các cuộc đụng độ mới giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân ly khai đã nổ ra. Chiến sự Ukraine đã leo thang căng thẳng và lực lượng phiến quân đã mất đi các khu vực kiểm soát trong tuần kể từ khi chiếc máy bay có số hiệu là MH17 của Malaysia bị bắn rơi trên vùng kiểm soát của lực lượng ly khai. Trong khi đó, thì Nga đã công bố sẽ diễn tập quân sự trong tuần này tại khu vực biên giới. Theo Reuters, lực lượng quân sự Kiev đã tấn công quân nổi dậy ra khỏi nhiều thành trì của họ và bao vây thành phố Donetsk và Luhansk, nơi quân nổi dậy đã tuyên bố thủ đô của hai nước Cộng hòa Nhân dân. Trong ngày hôm qua, binh sĩ Ukraine đã củng cố vị trí của họ cách Donetsk khoảng 75 km, chuẩn bị cho một cuộc vây hãm không thể tránh khỏi tại các thành trì chính của quân nổi dậy. Trước những diễn biến căng thẳng tại Ukraine, vào sáng hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington sẽ không viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine để chống quân ly khai ở miền đông. Chúng ta cần nhớ rằng quân đội Nga lớn hơn quân đội Ukraine nhiều, do đó vấn đề không phải là việc quân đội Ukraine có cần thêm vũ khí hay không. Trước đó, Nga đã bác bỏ cáo buộc đưa quân tới biên giới Ukraine. AFP đưa tin hiện giao tranh ở miền đông Ukraine vẫn dữ dội. Chính quyền thành phố Donetsk cho biết quân đội Ukraine đang nã pháo vào một căn cứ của quân ly khai ở trung tâm thành phố. Trong khi đó, chính quyền thành phố Luhansk cho biết có tới 1.500 người ở đây đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc giao tranh nổ ra. Phía quân Ukraine thông báo đã mất 18 binh sĩ trong 24 giờ qua.